Thực hiện kế hoạch số 24 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 khóa 11 giao Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2003, đồng thời rà soát hoàn thiện các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường chung quanh việc thực hiện các bước sửa đổi luật đất đai và công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Cuộc làm việc tiếp tục là minh chứng cho lời hứa quyết tâm của Quốc hội về siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, nâng cao chất lượng xây dựng luật với tinh thần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, đồng hành cùng chính phủ, không ngồi chờ, không thụ động. Với mục tiêu đổi mới toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo hướng thống nhất, hiện đại, đồng bộ với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nguồn lực đất đai là nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế từ thực tiễn. Quốc hội đã ban hành nghị quyết 17 về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Theo đó, dự án luật đất đai sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại kỳ họp thứ 3 tháng 5 năm 2022, cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội cho rằng luật đất đai là một luật rất rộng, rất khó. Vì vậy, trong quy trình sửa đổi, cần phải tập trung sáng tạo, bám sát quan điểm chủ trương, quan điểm chỉ đạo của văn kiện Đại hội 13, nghị quyết của Trung ương, trong đó có nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Nhấn mạnh đây là một cơ hội rất lớn để sửa đổi bổ sung pháp luật liên quan đến nội dung rất quan trọng, tác động to lớn đến người dân và nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan cần tập trung nghiên cứu, lắng nghe và chắt lọc các ý kiến góp ý một cách kỹ lưỡng, chú trọng đến công tác tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc sửa đổi luật để giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại, nhưng phải bảo đảm hệ thống pháp luật có tính dự báo, có tầm nhìn dài hạn, hạn chế sửa đổi bổ sung những biện pháp đặc thù chỉ mang tính chất tình thế. Đồng thời, việc sửa đổi phải bảo đảm tính khả thi, bảo đảm công bằng an ninh, bảo vệ môi trường, để làm sao khi sửa đổi một luật xong sẽ tạo ra chuyển biến căn bản, căn cơ trong việc quản lý phân phối đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia.